Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định số 1120 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank theo quy định số 60 của Ban Bí thư và công văn số 4718 của Ban Tổ chức Trung ương quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Theo quyết định 1120 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, chuyển giao 3 tổ chức cơ sở đảng gồm 1 chi bộ cơ sở, 2 đảng bộ cơ sở, 4 chi bộ trực thuộc và 138 đảng viên thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ huyện Nhân Trạch về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp Đồng Nai đề nghị, sau khi chuyển giao chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương tiếp tục phát huy truyền thống làm tốt công tác đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, tham gia hoạt động an sinh xã hội, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, nhà nước trên địa bàn và nơi cư trú, tăng cường giữ mối quan hệ với các ngành trong tỉnh.